Xem Ni và Vũ Lân Hồng Loan cỡi ngựa nha cô chú anh chị. Xem mà cười không nhặt được mồm luôn. Đây là nghệ sĩ Vũ Lân đang cỡi ngựa, ngựa mini nha cô chú anh chị. Phía trên trước là chị Ni, và kế tiếp là sẽ xem được Hồng Loan nha cô chú anh chị. Đây đây nghệ sĩ Vũ Lân đang cỡi ngựa. Kế tiếp là Hồng Loan cũng cỡi ngựa tại khu du lịch Phan Thiết nha cô chú anh chị. Thì gia đình Hồng Loan cũng như chị Ni, nghệ sĩ Vũ Lân đang đi du lịch Phan Thiết. Thì cũng chúc cho gia đình Hồng Loan, Ni và nghệ sĩ Vũ Lân có một chuyến đi du lịch thật là vui, thật là thú vị. Đây là Hồng Loan, Hồng Loan chuẩn bị cỡi ngựa. Đó, chị Ni đó, chị Ni đã leo lên lưng ngựa nha cô chú anh chị. Thì tiếp đến thì sẽ tới Hồng Loan tiếp tục lên cỡi ngựa. Đó, dắt một chú ngựa nhỏ mini. Đó là nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân. Đó, tướng to như vậy nhưng mà cỡ một con ngựa thật là bé nhỏ. Đó, thấy nghệ sĩ Vũ Lân không à, không thấy con ngựa đâu luôn. Đó, chị Ni thì cỡ con ngựa thì quá là to, còn nghệ sĩ Vũ Lân thì cỡ con ngựa thì bé xíu xíu. Cảnh đây là cảnh bãi biển tại Phan Thiết nha cô chú anh chị, tại resort bãi biển Phan Thiết. Đó, nghệ sĩ Vũ Lân đó, cỡ con ngựa thì khủng khiếp chưa, con ngựa bé tẻo bé teo. Anh ngồi anh muốn tuột xuống dưới luôn rồi kìa. Bây giờ thì anh sẽ cỡ một chú ngựa lớn. Cô chú anh chị đừng giờ màn hình để chiêm ngưỡng Hồng Loan sẽ cỡi ngựa nha cô chú anh chị. Bây giờ là nghệ sĩ Vũ Lân đã cỡi một chú ngựa lớn rồi cô chú anh chị. Hello, xin chào nghệ sĩ Vũ Lân. Cảnh biển khá là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp đến là tới em Hồng Loan nha cô chú anh chị. Đó, nhân vật chính Hồng Loan tiếp tục sẽ cởi ngựa, đội nón tay bèo. Đó, mới đúng là dân chắc luôn nha cô chú anh chị. Này, người ta đội nón cowboy, còn này là đội nón tay bèo. Đó, quá đỉnh. Cô chú anh chị xem đừng quên cho kênh xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho cô chú anh chị.